Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em để chia sẻ những mẹo cách làm giúp cho chiếc xe của quý anh chị tốt hơn. Clip hôm nay em chia sẻ cách lắp vỏ không ruột cho vành mâm đúc. Mọi người xem video nhớ like, bình luận, đăng ký kênh nhé. Bao nhiêu trăm ngàn người tôn kính, còn mình thì mình những người mà bác phật bác nói đến mọi chuyện mắt chuyện mũi thì những người này sau này cũng được, sau này hoặc là nhiều kiếp sau là người ta không bao giờ có cơ hội gặp mẹ con nhân nữa, thì người ta vẫn sống chung với những cái người giữ này là một, người đói nghèo là hai, người bệnh tật là ba, rồi khi mà ta đi là phải bỏ thai và những người rất xấu cũng địa ngục và xúc sinh để trả mọi nghiệp, bởi vì mình không được thân nhận, mình không tu thiện thì không bao giờ mình có thân nhận. Rất là mang được nhiều cái lợi ích đến cho chúng sinh, nhưng chúng tôi cũng biết rất muộn, nhưng mà thôi, biết được mười mấy năm nay thì cũng rời thoát được khỏi ngày đó, có một cuộc sống dù không có. Các van nhỏ thôi nhé, tránh trường hợp bị cấn van không lên vỏ được. Mình thấy sướng không? Nên là thấy biết được là như thế, nếu mình không gặp được Phật thì có lẽ mình vẫn còn đang ở trò vĩ kỷ, và mình cũng không bao giờ mình có được cuộc sống như vậy, phải không? Thì bây giờ cũng được mẹ xã hội cũng mua được đất để cũng làm một nhà, cảm nhận những hoa thơm trái ngọt của cuộc đời. Thì khi em đã cố được cái vỏ đấy các hoa của em rồi, cũng muốn cho bạn chặt thêm van mới chặt thêm một lời lớn mật bạn nên chặt thêm chắc vực dậy niềm tin kỳ diệu. À để tôi quay ngang luôn, quay mạng được cho nên cắt luôn. Phấn được hướng nào được. Ngồi trên đỉnh thành công. Đúng không? Hạnh phúc là lấy tìm cặp ở đây một cái cặp người dưới này chia sẻ cặp cái để lâu một chỗ đó cô cô cặp tôi thường thấy tổn thương khi đời chính nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến người khác chán ghét bạn. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được, thì dù cho bạn có cả thế giới, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ phá hủy tất cả. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc bạn không khống chế được tâm trạng của bạn, bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào. Một lời hay có thể sưởi ấm cả mùa đông, một câu không hay có thể làm rét lạnh cả tháng sáu. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của mình có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành, càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời khiến bạn vụt mất người bạn yêu thương nhất. Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu,
người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn. Bình an ngự ở chốn nào, phải chăng xa vắng ồn ào lặng yên, ngày nơi xáo động nhiễu phiền, nếu tâm tĩnh lặng bình yên chính là. Không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc gặp phải phiền phức khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, có kẻ bởi công việc bất như ý, cũng có người do tình cảm không được êm xuôi. Mỗi người tự dùng phương cách riêng để hóa giải cảm xúc tiêu cực. Cũng có kẻ nổi khùng lên, thậm chí mắng đánh người để tước bỏ bực dọc trong lòng. Con người tốt xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dễ nổi nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy xét. Nói thẳng ra là ích kỷ. Thông thường chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh và đối xử với họ sổ sàng với người lạ. Đôi khi ỷ vào tình cảm họ dành cho mình rồi mặc sức xấu tính, đúng chút là ta nổi giận, ta đòi hỏi mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân. Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng, không ích kỷ thì gọi là gì? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình, xét xem có nên tiếp tục như vậy nữa hay không. Thực tế cho thấy chỉ những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận. Chúng ta đều hiểu nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà cần phải đối diện chuyện bất như ý để từ đó bình tĩnh xem xét rồi tìm phương hóa giải. Thử nghĩ, tính nóng nảy khiến ta mất đi bao tình cảm, tổn thương bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu việc. Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người, cũng không thể làm việc bình thường. Ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ích lợi gì cả. Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nổi nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của họ mà. Vì thế, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình từ những tính cách đơn giản nhất mỗi ngày. Vốn dĩ trong nội tâm mỗi người đều chứa đựng sự thiện lương thuần chân, đó cũng là đạo lý làm người. Điều chúng ta hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy người khác hạnh phúc. Sự giàu sang vĩnh cửu là giàu sang ở tâm hồn. Muốn nhận thì phải biết cho đi. Có lẽ nếu mỗi người có thể dành riêng cho mình một khoảng lặng để nhìn lại tâm mình thì mới hiểu cách sống. Buồn không phải do bên ngoài mà là ẩn ở bên trong. Vui không phải do có thật nhiều mà là do buông xả. Khéo không phải tạo điều ra mà là làm điều. Không phải là ngạc nhiên mà là sự thú vị. Chú đừng có bóp, cứ để nó tự lên rồi hiện thực
xã hội khiến chúng ta phải kính cẩn và không thể không thay gia đổi thịt để ứng biến. Xã hội sẽ không thiếu những kỷ niệm khắc và tàn khắc, vậy nên có khi ta chưa kịp tiến bộ nhưng bị xếp vào nhóm lạc hậu. Ta yếu đuối một chút, ta cũng bị xưng là lạc hậu. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu, những đau khổ từng đến trả, tất cả sẽ tạo nên một con đường của chính bạn. Thì cứ bước ra xã hội, ở đó có môi trường tôi người giúp cho chúng ta chuyển hóa. Chuyện đó là chuyện của chúng ta. Chúng ta không thể lường trước được những lời mình tốt, có thể tổn thương người đối diện. Với bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng. Vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của dỗ dập, chẳng nói gì hay họ. Nỗi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai chọn ai phục nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lớn. Nỗi nóng với người không liên quan vốn là tự tìm phiền não. Nếu lỗi lầm để khác hành hạ bản thân, chung tổn chỉ có chính mình. Con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ, bị đâm thọt sau lưng do hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Có những lúc không thể không giận, vì thị nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời. Lẫn nóng giận rồi thì nên dừng cuộc nói chuyện để làm bình tĩnh lại. Thực tập quên đi ấm đến phát trách nhiệm, bước qua lỗi lầm, xóa bỏ. Công việc mới ngày càng mở đầu, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng. Nhớ ưu điểm của bạn bè thì người bên cạnh sẽ ngày càng nhiều, chỉ cần lúc hiểu trợ cũng đáng yêu. Giữ đó nhé. Ưu điểm của người thì giảm nhiều tâm trạng. Rồi, đâm vô đi, đâm vô. Đâm vô, đừng có để nó rút hết nha. Dạ, được rồi. Tương lai tự nhiên.